Vâng ạ, xin cảm ơn phần trình bày của cô Mai Lan. Và để nội dung cuối cùng của trong chương trình hội thảo ngày hôm nay của chúng ta là phần giới thiệu môn giáo dục thể chất 8, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Xin kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Trường Sơn Trấn Hải, tác giả sách giáo khoa giáo dục thể chất 8 sẽ lên trình bày trước hội thảo ạ. Dạ. Xin chào các thầy cô, tôi tên là Lê Trường Sơn Trấn Hải, đang là nhóm tác giả biên soạn sách giáo khoa giáo dục thể chất lớp 8 thuộc bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Việt Nam. Hôm nay được sự phân công của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thay mặt nhóm tác giả biên soạn sách giáo khoa giáo dục thể chất lớp 8 sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Tôi xin giới thiệu với các thầy cô về nội dung cuốn sách mới. Nhân dịp đầu năm mới, thay mặt nhóm tác giả, tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến các thầy cô, chúc các thầy cô một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng và đạt được nhiều thành tựu trong công tác giáo dục. Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, bộ sách giáo khoa giáo dục chất 8 thuộc bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tham gia biên soạn cuốn sách này, bao gồm một, tổng chủ biên Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Quyết, hai, chủ biên Phó Giáo sư Tiến sĩ Âu Đặng Sơn cùng nhóm tác giả, thứ ba là Tiến sĩ Vũ Tuấn Anh, thứ tư là Tiến sĩ Nguyễn Xuân Đoàn, thứ năm là Tiến sĩ Nguyễn Thị Hà, thứ sáu là Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Trường Sơn Trấn Hải, thứ bảy là Thạc sĩ Trần Mạnh Hùng và thứ tám là Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung. Nội dung giới thiệu các thầy cô về cuốn sách giáo dục thể chất lớp 8 thuộc bộ sách kết nối tri thức của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam bao gồm 4 nội dung. Nội dung thứ nhất đó là những điểm mới trong công tác giáo dục thể chất trường học theo chương trình 2018. Nội dung thứ hai đó là những điểm mới về cấu trúc sách, cấu trúc bài học. Nội dung thứ ba đó là những điểm nổi bật về nội dung sách. Và nội dung thứ tư đó là tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy và học môn giáo dục thể chất. Sau đây tôi đi vào nội dung thứ nhất, những điểm mới trong công tác giáo dục thể chất trường học theo chương trình 2018. Về nội dung này, tôi xin trình bày với các thầy cô gồm có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là về định hướng hoạt động dạy và học. Vấn đề thứ hai là vấn đề tổ chức hoạt động dạy và học. Những điểm mới trong công tác giáo dục thể chất trường học theo chương trình 2018 về định hướng hoạt động dạy và học. Đó là dạy và học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học. Đây có thể nói là điểm nổi bật nhất của chương trình 2018. Nếu như chương trình 2006 chúng ta chỉ hướng vào nội dung của bài học, thì ở chương trình 2018 chúng ta đã hướng đến phát triển năng lực và phẩm chất người học. Đấy là về định hướng thứ nhất của hoạt động dạy và học. Định hướng thứ hai về hoạt động dạy và học đó là lấy học sinh làm trung tâm, thực hiện chuyển quá trình giáo dục thành tự giáo dục. Trong đó giáo viên là người thiết kế, tổ chức, cố vấn, trọng tài, hướng dẫn hoạt động luyện tập cho học sinh. Điểm mới thứ tư về định hướng hoạt động dạy và học đó là tạo môi trường thân thiện để khuyến khích học sinh tích cực tham gia các hoạt động luyện tập, tự mình trải nghiệm, tự phát triển bản thân và phát triển thể chất. Về tổ chức hoạt động dạy và học thì cái điểm nổi bật nhất về tổ chức hoạt động dạy và học đó là sách giáo khoa. Có thể nói từ khi môn học giáo dục thể chất được đưa vào
trở thành môn học bắt buộc trong hệ thống quốc dân, thì đây là lần đầu tiên môn học giáo dục thể chất có sách giáo khoa. Và việc giáo dục thể chất có sách giáo khoa, đây là một thuận lợi lớn đối với hoạt động dạy và học của thầy và trò. Có thể nói là có sách giáo khoa thì học sinh sẽ có thể sử dụng để học trên lớp, học ở nhà. Đồng thời có sự tham gia của phụ huynh học sinh nắm bắt được các cái nội dung học môn học giáo dục thể chất của học sinh. Rồi qua đó có thể hỗ trợ học sinh trong vấn đề học tập trên lớp và học tập tại nhà. Cái điểm mới thứ hai về tổ chức hoạt động dạy và học của chương trình 2018, đó là giáo viên và nhà trường tự chủ trong xây dựng kế hoạch dạy học, đảm bảo cho tiến trình giáo dục thể chất được triển khai phù hợp với đặc điểm thể lực của học sinh, đặc điểm cơ sở vật chất của nhà trường và điều kiện khí hậu của vùng miền. Thì về tổ chức hoạt động dạy học này, đây là điểm nổi bật nhất. Vì trước đây, chương trình hiện hành ấy là giáo viên phải dạy theo chương trình sách giáo khoa đã quy định, mà sách giáo khoa, chương trình sách giáo khoa đó được theo tính chất là pháp chế. Còn ở chương trình 2018 thì giáo viên nhà trường đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch. Đồng thời trực tiếp rèn luyện và phát triển các tố chất thể lực của học sinh, với trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng tự học, tự rèn luyện thân thể. Học sinh được thực hành và trải nghiệm phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động luyện tập đối với từng bài vận động và môn thể thao. Hoạt động dạy và học được thực hiện theo chủ đề, đảm bảo cho quá trình hình thành kỹ năng vận động, phát triển các tố chất thể lực của học sinh được diễn ra phù hợp với các nguyên tắc về phương pháp giáo dục thể chất. Học sinh đạt tiêu chuẩn đánh giá thể lực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được coi là một yêu cầu cần đạt cơ bản của chương trình. Nội dung thứ hai trình bày với các thầy cô, đó là những điểm mới về cấu trúc sách, cấu trúc bài học. Về những điểm mới về cấu trúc sách và cấu trúc bài học thì chúng tôi cũng trình bày với các thầy cô là hai vấn đề. Một là về vấn đề cấu trúc sách, hai là về vấn đề cấu trúc bài học. Về cấu trúc sách, sách được cấu trúc gồm 3 phần: phần kiến thức chung, phần vận động cơ bản và phần thể thao tự chọn. Mỗi phần được cấu trúc thành một hoặc nhiều chủ đề phù hợp với quy định về nội dung của chương trình. Mỗi chủ đề trình bày một loại hình kiến thức hoặc một môn thể thao có độ lớn kiến thức, kỹ năng được xác định phù hợp với thời lượng đã ấn định của chương trình, phù hợp với khả năng tiếp thu, năng lực vận động và trình độ thể lực của số đông học sinh. Mỗi chủ đề gồm một số bài học được xác định tương ứng với hàm lượng, nội dung và quỹ thời gian của chủ đề. Mục đích cấu trúc của chủ đề. Mục đích thứ nhất về cấu trúc chủ đề, đó là tạo tính riêng biệt, tính trọn vẹn của từng nội dung môn học. Mục đích thứ hai của cấu trúc chủ đề, đó là tạo điều kiện thuận lợi để các nhà trường chủ động lựa chọn, sắp xếp thứ tự thực hiện nội dung chương trình phù hợp với điều kiện của địa phương. Mục đích thứ ba của cấu trúc chủ đề, đó là đảm bảo tính hệ thống, tính thống nhất
về nội dung, phương pháp trong mỗi giai đoạn dạy học, đảm bảo tính hiệu quả tác động của bài tập dẫn dắt, bài tập bổ trợ được lựa chọn để giải quyết nhiệm vụ của các tiết học. Và mục đích thứ tư về cấu trúc chủ đề đó là phát huy có hiệu quả mức độ lưu dấu vết của quá trình rèn luyện kỹ năng vận động. Trên đây các thầy cô nhìn thấy cái bảng cấu trúc sách và phân phối thời lượng giáo dục thể chất lớp 8. Về phần 1, phần kiến thức chung với chủ đề sử dụng chế độ dinh dưỡng thích hợp với bản thân trong luyện tập thể dục thể thao. Về phần vận động cơ bản được cấu trúc gồm 4 chủ đề. Chủ đề 1, chạy nhảy cao kiểu bước qua. Chủ đề 3, chạy cự ly trung bình. Chủ đề 4, bài tập thể dục. Về phần thứ 3 là thể thao tự chọn được cấu trúc gồm 3 chủ đề, mỗi chủ đề tương ứng với một môn thể thao. Như chủ đề 1 là môn cầu lông, chủ đề 2 là môn bóng đá, chủ đề 3 là môn bóng rổ, và dành 7 tiết để kiểm tra đánh giá. Về chủ đề phần kiến thức chung, với cấu trúc của chủ đề này là không phân thành số lượng bài và cộng không quy số tiết, và giao quyền chủ động cho giáo viên và nhà trường xây dựng kế hoạch dạy chủ đề phần kiến thức chung này lồng ghép trong các tiết học của phần vận động cơ bản và phần thể thao tự chọn. Về phần vận động cơ bản, chủ đề 1 chạy cự ly ngắn 100m được cấu trúc gồm 3 bài và 9 tiết. Về chủ đề 2 vận động cơ bản là chủ đề nhảy cao kiểu bước qua được cấu trúc gồm 4 bài với số tiết là 14 tiết. Và về chủ đề 3 chạy cự ly trung bình được cấu trúc gồm 3 bài 9 tiết. Và chủ đề 4 được bài tập thể dục được cấu trúc gồm 3 bài và 7 tiết. Kính thưa các thầy cô, đối với sách giáo dục thể chất lớp 8, ở phần vận động cơ bản có 2 sự khác biệt với sách giáo dục thể chất lớp 6 và lớp 7. Đó là chủ đề 1 chạy cự ly ngắn. Nếu như ở sách lớp 6 và lớp 7 chạy cự ly ngắn là 60m, thì ở sách giáo dục chất 8 chạy cự ly ngắn là 100m. Cái khác thứ hai ở chủ đề 2 đó là nhảy cao kiểu bước qua. Nếu như ở sách lớp 6 thì chủ đề này đó là ném bóng. Ở sách lớp 7 là nhảy xa kiểu ngồi, thì ở sách lớp 8 được cấu trúc thành nhảy cao kiểu bước qua. Về phần thể thao tự chọn, với chủ đề cầu lông, chủ đề bóng đá, chủ đề bóng rổ, mỗi môn được cấu trúc gồm 3 bài và mỗi môn được cấu trúc gồm 24 tiết. Thì kính thưa các thầy cô, để tạo nên một sự liên thông, nâng cao học tập, cho nên ở sách lớp 6 cấu trúc các chủ đề cầu lông, bóng đá, bóng rổ, thì sang sách lớp 7 chúng tôi vẫn cấu trúc tiếp môn cầu lông, bóng đá, bóng rổ, và đến sách lớp 8 chúng tôi cũng tiếp tục cấu trúc 3 môn này, cầu lông, bóng đá, bóng rổ, cho đến lớp 9, để tạo ra sự liên thông cho các em ấy, để trong quá trình học môn thể thao tự chọn các em đã học được tất cả các cái kỹ thuật cơ bản nhất của các môn cầu lông, bóng đá, bóng rổ, để định hướng cho các em sang trung học phổ thông các em có thể lựa chọn một môn thể thao các em học cho phù hợp. Còn về kiểm tra đánh giá gồm 7 tiết thì vẫn chủ động giao quyền cho nhà trường và giáo viên trong cái vấn đề xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá. Về cấu trúc bài học, mỗi bài được cấu trúc gồm một số tiết học. Mỗi bài chỉ bao gồm các nội dung thuộc một chủ đề. Trong đó không cụ thể hóa nội dung đến từng tiết học, đồng thời cũng không chi tiết hóa thời lượng
cho từng hoạt động của tiết học. Nội dung mỗi bài được tổ chức thực hiện thông qua 4 hoạt động. Đó là hoạt động khởi động, hoạt động hình thành kiến thức mới, hoạt động luyện tập, hoạt động vận dụng. Hoạt động luyện tập được tổ chức thực hiện thông qua 4 loại hình: cá nhân, cặp đôi, nhóm và cả lớp. Tôi xin trình bày với các thầy cô, đó là những điểm nổi bật về nội dung sách. Về những điểm nổi bật của nội dung sách thì gồm có những điểm sau. Điểm thứ nhất, đó là mức độ tiếp cận kiến thức hợp lý, vừa đáp ứng yêu cầu của chương trình, vừa phù hợp với sức học của đại đa số học sinh ở tất cả các vùng miền. Điểm nổi bật thứ hai về nội dung sách, đó là đảm bảo sự hài hòa giữa hoạt động hình thành kiến thức, rèn kỹ năng với vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. Điểm nổi bật thứ ba về nội dung sách, đó là dễ sử dụng, phù hợp với hoạt động dạy học của giáo viên, tự học của học sinh và phối hợp của phụ huynh học sinh. Điểm nổi bật thứ tư về nội dung sách, đó là sách có độ mở thích hợp, thuận tiện cho việc cập nhật thông tin và bổ sung kiến thức theo vùng miền. Điểm nổi bật thứ năm về nội dung sách, đó là sách chú trọng phát triển năng lực phối hợp vận động nhằm tăng cường và mở rộng vốn kỹ năng vận động, hình thành khả năng tiếp thu nhanh bài tập vận động mới. Điểm nổi bật thứ sáu, đó là phạm vi loại hình bài tập vận động đảm bảo. Đảm bảo thứ nhất là phù hợp với khả năng tiếp thu, trình độ thể lực của học sinh. Đảm bảo thứ hai, đó là gần gũi với hoạt động vận động của lứa tuổi. Học sinh có thể sử dụng để vui chơi, luyện tập hàng ngày. Và đảm bảo thứ ba là sách có tác dụng phát triển nhu cầu và sự nỗ lực trong học tập, rèn luyện của học sinh. Nội dung thứ tư, tôi xin trình bày với thầy cô, đó là tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy và học môn học giáo dục thể chất 8. Về tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, bao gồm tài liệu thứ nhất, đó là sách giáo viên phục vụ hoạt động dạy học môn giáo dục thể chất 8. Tài liệu hỗ trợ thứ hai, đó là tài liệu tập huấn giáo viên môn giáo dục thể chất 8. Tài liệu thứ ba, đó là nền tảng hành trang số phục vụ giáo viên truy cập phiên bản số hóa của sách giáo khoa mới và học liệu điện tử bám sát chương trình sách giáo khoa. Và tài liệu bổ trợ thứ tư, đó là nền tảng tập huấn trực tuyến hỗ trợ giáo viên tiếp cận tài liệu tập huấn, bổ trợ và hướng dẫn giảng dạy. Về cấu trúc sách giáo viên, sách giáo viên được cấu trúc và trình bày theo hướng tổ chức các hoạt động dạy học. Mỗi bài học được cấu trúc gồm 5 phần. Phần 1 là hoạt động mở đầu. Phần 2 là hoạt động hình thành kiến thức mới. Phần 3 là hoạt động luyện tập. Phần 4 là hoạt động vận dụng. Và phần 5 là hoạt động hồi tĩnh. Và mỗi hoạt động được cụ thể hóa về mục đích, nội dung và phương thức hoạt động
và sản phẩm. Thứ hai là sách giáo viên, trực tiếp hỗ trợ giáo viên trong việc biên soạn kế hoạch dạy học các chủ đề và biên soạn giáo án. Mỗi chủ đề được cấu trúc gồm các nội dung như cấu trúc nội dung về kế hoạch dạy học chủ đề, mục tiêu và yêu cầu cần đạt của chủ đề, và nó được cụ thể hóa yêu cầu cần đạt về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Nội dung và phương pháp dạy học chủ đề, hướng dẫn các bước lập kế hoạch môn học, hướng dẫn các yêu cầu cơ bản đối với kế hoạch bài dạy. Sách giáo viên trực tiếp hỗ trợ giáo viên trong tổ chức và tiến hành các hoạt động của một tiết học, như là phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động mở đầu, bao gồm mục đích, nội dung và phương thức hoạt động, sản phẩm. Phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động hình thành kiến thức mới, mục đích, nội dung và phương thức hoạt động và sản phẩm. Phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động luyện tập, mục đích, nội dung và phương thức hoạt động, sản phẩm. Phương pháp hình thức tổ chức hoạt động vận dụng gồm mục đích, nội dung và phương thức hoạt động, sản phẩm. Và phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động tìm tòi mở rộng gồm nội dung và phương thức hoạt động, sản phẩm. Sách giáo viên trực tiếp hỗ trợ giáo viên xác định hoạt động của thầy, của trò và thực hiện đầy đủ các bước cơ bản của từng hoạt động trong một tiết học. Như là tổ chức hoạt động mở đầu thì gồm có hoạt động của giáo viên, hoạt động của học sinh. Tổ chức hoạt động hình thành kiến thức mới thì có hoạt động của thầy, hoạt động của trò. Tổ chức hoạt động luyện tập thì có hoạt động của thầy, hoạt động của trò. Và tổ chức hoạt động vận dụng thì có hoạt động của thầy và hoạt động của trò. Về sách giáo khoa giáo dục thể chất 8. Sách giáo khoa giáo dục thể chất 8 được biên soạn trên cơ sở kế thừa hoạt động giáo dục thể chất hiện hành, đảm bảo cho quá trình đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giờ học được triển khai thuận lợi và có hiệu quả. Trong sách giáo dục thể chất 8 đã dành nhiều chủ động cho giáo viên và nhà trường trong việc lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch thực hiện môn học, tiết học phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường và điều kiện khí hậu của vùng miền. Trong sách giáo dục thể chất 8 với kênh hình, kênh chữ được trình bày phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh, giúp học sinh có thể tự học, tự vận dụng. Nội dung bài tập vận động đảm bảo tính đa dạng, mới lạ, hấp dẫn. Học sinh có thể sử dụng để vui chơi, luyện tập hàng ngày, có tác dụng phát triển nhu cầu khám phá, chinh phục giới hạn bản thân, kích thích tính tích cực và nỗ lực trong học tập, rèn luyện. Trên đây tôi trình bày với thầy cô các cái nội dung cơ bản nhất của sách giáo khoa giáo dục thể chất 8. Hy vọng là sách giáo khoa giáo dục thể chất 8 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, với các giá trị, chuẩn mực, khoa học, hiện đại,
sẽ được các thầy cô giáo đón nhận và hỗ trợ hiệu quả cho các thầy cô trong quá trình dạy học. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp các thầy cô trong các đợt tập huấn triển khai sử dụng sách giáo khoa giáo dục thể chất 8 thuộc bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Một lần nữa, thay mặt nhóm tác giả sách giáo khoa giáo dục thể chất thuộc bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong những năm qua đã đồng hành với nhóm tác giả chúng tôi, với nhà xuất bản sử dụng cuốn sách có hiệu quả, và cũng rất mong trong thời gian tới các thầy cô tiếp tục sử dụng sách và đạt hiệu quả. Một lần nữa xin cảm ơn các thầy cô. Xin trân trọng cảm ơn.